Bộ Thương mại Mỹ đã hoãn một quyết định về việc có nên nâng cấp Việt Nam lên thành nền kinh tế thị trường hay không cho đến đầu tháng 8, với lý do gián đoạn về công nghệ thông tin. Hãng tin Reuters dẫn một thông tri của Bộ cho biết hôm 24 tháng 7. Quyết định nâng cấp mà Hà Nội mong đợi từ lâu được dự kiến đưa ra vào ngày 26 tháng 7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép, những chủ nuôi tôm và khai thác mật ong ở Mỹ phản đối, nhưng được các doanh nghiệp bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác ủng hộ. Một thông tri của Bộ Thương mại đề ngày 24 tháng 7 và được Reuters xem qua nói rằng, do sự gián đoạn liên tục đối với Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các nguồn lực và nền tảng công nghệ thông tin, nên thời hạn đưa ra quyết định cuối cùng về các vụ kiện chống bán phá giá sẽ được gia hạn tổng cộng 6 ngày. Bộ nói bước này là cần thiết trong bối cảnh công việc bị đình trệ liên quan đến bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng CrowdStrike vào tuần trước, gây ra tình trạng ngừng hoạt động công nghệ thông tin toàn cầu. Thời hạn ra quyết định ngày 26 tháng 7 do Bộ Thương mại ấn định cho trường hợp Việt Nam đã trở nên tế nhị sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời vào tuần trước, vì sự kiện này trùng với ngày quốc tang của ông được ấn định vào ngày 26 tháng 7. Nếu được công nhận quy chế kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ được giảm thuế chống bán phá giá. Hiện tại, Mỹ xem nước này là một nền kinh tế phi thị trường do chịu ảnh hưởng nặng nề của nhà nước. Việt Nam hôm 25 tháng 7 bắt đầu lễ quốc tang kéo dài 2 ngày để từ biệt ông Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền qua đời một tuần trước đó. Lễ viếng được tổ chức tại 3 địa điểm là Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội, Hội trường Thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà của ông ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội. Trong ngày quốc tang đầu tiên, nhiều người dân, quan chức Việt Nam cũng như nước ngoài đã đến viếng. Chủ tịch nước Tô Lâm, người được Bộ Chính trị phân công nhận lãnh công tác thay cho ông Trọng, viết trong sổ tang rằng ông là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo báo Tuổi Trẻ. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Chúng tôi nguyện noi gương đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua mọi khó khăn, thách thức." Các quan chức nước ngoài tới tham dự lễ tang ông Trọng bao gồm người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu là ông Joseph Borrell và đại diện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông Vương Hổ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Cuba và Lào, những nước cộng sản bằng hữu của Việt Nam, cũng đã tổ chức quốc tang cho nhà lãnh đạo Việt Nam. Lễ truy điệu và lễ an táng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 7. Trong 2 ngày quốc tang, các hoạt động vui chơi giải trí công cộng bị hoãn lại và cờ rủ được treo tại các cơ quan, công sở. Một tòa án ở Hà Nội đã tuyên án tù đối với chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên vào cuối tháng 6, sau một phiên tòa không công khai, Tổ chức Nhân quyền Dự án 88 cho biết. Bà bị tuyên án tù 42 tháng trong phiên tòa không cho người ngoài quan sát, diễn ra vào ngày 27 tháng 6. Tổ chức này nói trong một thông cáo hôm 24 tháng 7, dẫn hai nguồn tin biết về sự việc này. Bản án của bà đến nay vẫn chưa được công bố. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu xác nhận việc bà Nhiên đã bị tuyên án tù. Bà bị bắt giam vào tháng 9 năm ngoái về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 342 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, bà bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Việc bà bị bắt diễn ra vào thời điểm được một tháng sau khi một nhóm các nhà tài trợ quốc tế, gồm Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, cam kết huy động 15,5 tỷ đô la để hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, theo đó khuyến khích việc từ bỏ dần than đá và phát triển các năng lượng tái tạo. Tổ chức Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam của bà Nhiên, một tổ chức phi chính phủ chuyên cung cấp nghiên cứu và phân tích chính sách và kỹ thuật nhằm mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, từng tham gia vào việc triển khai dự án nói trên. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Việt Nam bắt giữ bà, người từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hợp Quốc và chính phủ Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc bắt giữ bà là đúng pháp luật.